Hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là tử vi tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tử quan chi cẩu với những dấu hiệu may mắn. Những người tuổi Canh Tuất hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, nắm bắt vận may có thể trở nên giàu có bất ngờ nhé. Số trời định sẵn, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tháng 11 âm lịch, quý tín chủ được lộc trời ban, số mệnh phú quý, đổi đời từ đây, mua nhà, tậu xe, tiền nhét chật két. Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Quý cô bác anh chị Canh Tuất thân mến, cô bác anh chị là đại diện cho người khổ trước sướng sau, buồn nổi là cái sự sướng sau đó là khá mờ mịt. Còn cái khổ trước thì đã in hẳn trong tuổi thanh xuân của cô bác và có thể nói rằng từ năm 2022 đổ về trước, bao nhiêu khó khăn, vất vả đều đổ lên vai của cô bác, cơm chẳng đủ ăn, tiền chẳng đủ tiêu, chứ chưa nói đến sung túc, khó khăn trăm bề là đó. Nhưng nếu như quý cô bác anh chị hữu duyên nghe được video này thì đừng vội nản lòng nhé, bởi bước sang tháng 11 âm lịch năm 2023 thì các thầy tử vi dự báo sẽ có thiên mệnh xuất hiện giúp cô bác anh chị Canh Tuất sinh năm 1970 gặp được cơ hội phát tài, vận khí hội tụ, điều này khiến cho vận trình của quý tín chủ bỗng chốc tỏa sáng. Mọi sự hanh thông bất ngờ, điều này sẽ giúp cho Canh Tuất chắc chắn thành con giáp ở tuổi 55 này, vừa nhàn hạ lại may mắn trăm bề. Phước đức đầy tay, mọi khó khăn, vất vả sẽ tan biến, thay vào đó là sự sung túc, đủ đầy tiền, vàng ngọc, khiến ai ai cũng phải trầm trồ, thán phục. Vậy cụ thể vận trình của quý cô bác anh chị sẽ gặp được những may mắn gì và làm thế nào để không bỏ lỡ vận may đó? Thì xin mời cô bác anh chị Canh Tuất theo dõi hết video để biết được vận trình cụ thể của mình trong tháng 11 âm lịch này nhé! Đầu tiên, chúng ta hãy cùng lướt nhanh về tổng quan cuộc đời tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 như sau. Quý cô bác anh chị thân mến, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 hay còn gọi là tự quan chi cẩu, tức là chó nhà chùa, ngũ hành quý tín chủ, thoa xuyến kim, tướng tinh con cáo. Canh Tuất sinh năm 1970 với nạp âm hành kim, do can canh dương kim, ghép với chi tuất dương thổ thì ta có thổ sinh nhập kim, chi sinh can, nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành. Là thuộc lứa tuổi có căn bản rất vững, là người có thực lực hơn người nhiều, rất may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời, sinh vào mùa thu và các tháng giao mùa là hợp mùa sinh. Thưa quý cô bác anh chị, trong năm 2023 sẽ có thời điểm cô bác anh chị gặp được sao tốt chiếu mệnh, cũng có những thời điểm chịu sự chi phối ảnh hưởng của hung tinh. Đó cũng là lẽ bình thường trong cuộc sống, điều quan trọng là cô bác anh chị cần nắm bắt được thời điểm nào tốt, thời điểm nào xấu với mình, để từ đó có thể chuẩn bị những phương án hóa giải vận hạn xấu hay là nắm bắt thời cơ, vận hạn tốt để thực hiện những dự định kế hoạch của mình. Như thời điểm tháng 11 này, với quý cô bác Canh Tuất có hung, có cát, cho nên cô bác cần chú ý nhiều đến vận trình của mình, nhất là về sức khỏe nhé, vì rất dễ bị đau ốm. Và để được may mắn hơn, thì trong thời gian này, những gia chủ tuổi Canh Tuất cần phải luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân là Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp quý tín chủ vững chắc, chiêu mời quý nhân, giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi, để từ đó giúp gia chủ thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Canh Tuất là người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng, họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất hay địa vị, mà đánh mất đi giá trị phẩm chất của con người mình. Dù họ làm việc gì, thì tuổi Canh Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Trên đường đi, nếu mà họ thấy người khác gặp khó khăn, thì ngay lập tức Canh Tuất nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội, thế
thế nhưng đôi khi họ lại bị hiểu lầm là những con người nhiều chuyện và bảo thủ. Nếu mà thấy việc làm của người khác là sai trái, thì tuổi Canh Tuất sẽ không vội vàng trách móc to tiếng. Họ đặt mình vào vị trí của người khác và suy nghĩ, cũng như đánh giá, và đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh, thấu tình đạt lý. Họ luôn sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn, lời tâm sự, đồng cảm với khó khăn của người khác, bởi vậy Canh Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Canh Tuất thường rất tài hoa, cẩn thận và biết tính toán, tuy nhiên, một số người tuổi Canh Tuất khá bảo thủ, không thích người khác can thiệp vào công việc của mình, họ luôn mong muốn có được thế giới riêng và không phải bận tâm đến mọi việc xung quanh. Canh Tuất sống rất cẩn thận, ít khi đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ ai, họ kiên định và rất có lập trường cũng như quan điểm của riêng mình. Không dễ gì bị người khác thuyết phục, điều đó đôi khi khiến tuổi Canh Tuất trở thành một con người bảo thủ, trì trệ. Ngay khi còn nhỏ thì tuổi Canh Tuất đã có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai, họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác thì người tuổi Canh Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn. Với người tuổi Canh Tuất, sự bình luận đánh giá của người khác không hề quan trọng, mà điều quan trọng là tự mình có cảm thấy thỏa mãn hài lòng hay không. Chính vì tính cách này mà họ thường thấy không thuận lợi và thoải mái khi giao tiếp với mọi người. Nguyên tắc sống của họ là kiên trì theo quan điểm của mình. Cho dù thất bại họ cũng không muốn thay đổi, chính vì vậy mà đôi khi họ để những cơ hội tốt tuột khỏi tầm tay. Tuy họ cố chấp như vậy, nhưng họ cũng là người chính nghĩa và sẽ không bao giờ làm những việc chỉ có lợi cho mình mà lại gây tổn hại cho người khác. Người tuổi Canh Tuất khá cẩn trọng và cũng hơi bảo thủ trong chuyện tình cảm, tuy không phải là người lãng mạn và cũng không biết cách thể hiện tình yêu, nhưng họ luôn trung thực và tôn trọng lời hứa của mình, họ coi trọng gia đình và sẽ cố gắng để tìm được người bạn đời đáng tin cậy, xứng đáng làm chỗ dựa cho họ trong suốt cuộc đời, họ cũng sẽ cố gắng làm việc hết mình để chăm lo tốt nhất cho gia đình. Nam giới tuổi Canh Tuất thì nổi tiếng thông minh, sắc sảo, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp bất ngờ, họ phân biệt được rõ, đúng, sai và biết điều gì mình nên và không nên làm. Những ước mơ, hoài bão luôn tồn tại trong con người họ như một ngọn lửa âm ỉ, chính vì thế chỉ cần tìm thấy thời cơ thuận lợi thì ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy mãnh liệt. Phụ nữ tuổi Canh Tuất là người nhanh nhẹn, hoạt bát và năng động, họ thích tham gia những hoạt động tập thể, trở thành tình nguyện viên, giúp đỡ người gặp khó khăn, nên người tuổi này rất coi trọng vẻ bề ngoài. Bạn sẽ không bao giờ thấy họ ra khỏi nhà trong bộ dạng luộm thuộm hay xấu xí, họ là người giỏi giao tiếp, chính vì vậy, phụ nữ tuổi Canh Tuất có nhiều bạn bè quý mến, tin tưởng. Canh Tuất vào thời tiền vận thì không được may mắn, nhưng đến hậu vận thì số bạn được sung sướng, an nhàn, tuổi này con cháu có tấn phát về đường công danh và có thể hưởng được phước đức từ gia tộc. Số tuổi thọ của tuổi Canh Tuất khoảng từ 65 tuổi đến 78 tuổi, nhưng nó cũng phụ thuộc vào việc bạn ăn ở như thế nào. Nếu ăn ở hiền lành thì có thể được tăng tuổi thọ, ngược lại, nếu ăn ở gian ác thì bị giảm tuổi thọ. Về công danh của tuổi Canh Tuất, thời điểm tiền vận ở vào mức độ bình thường, từ khoảng trung vận trở lên, đường công danh mới hy vọng có thể phát triển được. Nếu bạn biết cố gắng, thì đến hậu vận công danh sẽ được lên cao, tiền bạc khá đầy đủ, sự nghiệp vững chắc vào tuổi 36 trở đi và từ đó trở đi cuộc sống rất sung túc. Tuổi Canh Tuất lúc tiền vận có đôi chút sóng gió xảy ra, đến trung vận và hậu vận thì được yên vui. Vận trình tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong tháng 11 năm 2023 âm lịch, sẽ như thế nào? Khi xét về địa chi, Tuất gặp Tý không xung phạm, công việc làm ăn vẫn khá thuận lợi, mang về nguồn thu ổn định. Gia đạo trong ấm, ngoài êm, có xung đột nhưng cũng chỉ qua loa, sau đó mọi người thêm hiểu nhau hơn. Xét về mối quan hệ thiên can, Canh sinh kim, gặp giáp sinh mộc là thiên tài, là cái nuôi sống quý tín chủ đại diện cho của riêng, trúng thưởng. Nói chung, thiên tài được coi là cát thần. Trong tháng này, những gia chủ Canh Tuất sinh năm 1970 sẽ dễ có được tài lộc hơn. Công việc sự nghiệp có tiến triển tốt là đó, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, sẽ cần chú ý cẩn thận vì dễ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Tuổi Canh Tuất đón tháng 11 năm 2023 âm lịch khá êm đềm và suôn sẻ, gia chủ có thể chịu một vài thiệt thòi vì anh em, bạn bè. Nặng thì còn có thể làm sứt mẻ tình cảm, bù lại, gia đạo an vui, con cháu quây quần giúp tinh thần luôn thoải mái và yêu đời, không có gì muộn phiền cả. Thời gian này, người tuổi Canh Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy linh phù nhé, để giải hạn, để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, cầu bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống.
linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày giờ để sử dụng với tuổi của gia chủ, cho nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả trong tháng 11 này đó. Tháng này, tuổi Canh Tuất cũng cần chú ý những ngày sau, ngày 12 tháng 11 năm 2023 âm lịch, tức là ngày 24 tháng 12 năm 2023 dương lịch, là có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày 24 tháng 11 năm 2023 âm lịch, tức ngày mùng 5 tháng 1 năm 2024 dương lịch, là có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của quý tín chủ. Trong những ngày này, quý tín chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng đó nhé. Và tiếp theo sau đây là phần luận giải tử vi tuổi Canh Tuất trên các phương diện như sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe. Xin mời quý cô bác anh chị cùng theo dõi. Đánh giá vận trình tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 11 năm 2023 âm lịch trên các phương diện. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi chỉ ra, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tháng này đường công danh sự nghiệp được nâng đỡ nhiều, tuy nhiên ít sự đột phá. Nếu vẫn đang đi làm, thì sự nghiệp của bạn nhìn chung sẽ hanh thông hơn, mọi việc sẽ tiến triển trong tầm kiểm soát của bạn. Tuy nhiên, có những thời điểm có vẻ như quý tín chủ chưa chủ động nắm bắt cơ hội nên dễ bị bỏ lỡ, lại thêm sức cạnh tranh tăng lên khá rõ và áp lực kèm theo nữa. Chính vì thế đòi hỏi quý tín chủ phải chuẩn bị sẵn tinh thần đương đầu với mọi điều có thể xảy đến. Nếu có dự án hợp tác với anh em, bạn bè thì bạn nên tránh nhé, đa phần bản thân chịu thua thiệt, vất vả mà không hưởng lợi nhiều. Với người làm công ăn lương, mặc dù làm việc chăm chỉ nhưng bạn sẽ thấy khó khăn trong mối quan hệ với cấp trên. Chính vì vậy, bạn sẽ cảm giác rằng không có chỗ phát huy tài năng của mình và kìm nén niềm đam mê trong công việc. Về phương diện tài lộc, ở một mức độ nào đó thì phương diện tài lộc, tình hình tài chính của gia chủ khá ổn định, cơ hội làm giàu vẫn có. Nhưng bạn cần chủ động và nỗ lực nhiều hơn nữa, còn nếu vẫn giữ tư tưởng an phận và chờ sung dụng thì bạn sẽ chẳng đạt được bất cứ lợi ích nào. Ngoài ra, trong tháng này cần thận trọng trong khâu dùng người, phải biết phân biệt rõ người, tốt kẻ, xấu. Bạn không nên mù quáng nghe theo lời dụ dỗ của người không đáng tin. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của, tuy nhiên, số tiền mất mát không quá lớn. Nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ, thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Canh Tuất phải đối mặt. Dù là anh em, bạn bè cũng phải tìm hiểu thông tin xác đáng nhé, kẻo tiền mất mà tình cảm cũng tan vỡ, bạn còn bị người khác lợi dụng hoặc trực tiếp cướp đoạt tiền bạc. Các gia chủ Canh Tuất trong thời gian này sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, minh quang pháp bảo để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chắt lọc những tinh túy linh thiên của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Bạn đem theo vật phẩm này bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đã được trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ đó. Về phương diện tình duyên, nếu bạn đang sống một mình, quý tín chủ không cảm thấy cô đơn vì xung quanh luôn có gia đình, bạn bè kề bên, có người còn tìm được một người bạn đồng hành, chăm sóc cho nhau lúc về già nữa đấy. Có thể ở tuổi này, tình yêu đã không còn quá quan trọng, nhưng sự quan tâm ấm áp từ nửa kia khiến bạn muốn mở lòng và tiếp nhận đối phương. Còn người đã có gia đình thì bạn cần lưu ý càng hạn chế các cuộc tranh cãi hơn thua bao nhiêu thì sẽ càng tốt cho mối quan hệ của cả hai bấy nhiêu. Nếu không, từ mâu thuẫn nhỏ dễ biến thành gay gắt, gây rạn nứt tình cảm, thậm chí là đổ vỡ. Nhìn chung thì gia đạo an vui, con cháu quay quần giúp tinh thần của quý tín chủ luôn thoải mái và yêu đời, không có gì muộn phiền. Về phương diện sức khỏe, tháng này sức khỏe của gia chủ không gặp phải nguy hiểm tiềm ẩn nào lớn, nhưng không thể tránh khỏi những bệnh vặt hoặc bệnh cũ tái phát do sinh hoạt thiếu điều độ. Do đó, bạn có thể phải đến bệnh viện điều trị, nhưng đừng quá lo lắng, bạn sẽ gặp đúng thầy thuốc, bệnh sẽ sớm qua khỏi, có điều sẽ phải tiêu tốn khoản phí không nhỏ cho việc điều trị đó. Chính vì thế, bản bệnh nên chú ý giữ gìn sức khỏe, tham gia các hoạt động vừa sức với mình, duy trì trạng thái tâm lý lạc quan, tích cực nhé, vui vẻ với con cháu. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 11 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970? 1.
Tử vi 10 ngày đầu tháng 11 âm lịch 2023. Xem tử vi hàng tuần, trong 10 ngày đầu tiên của tháng 11 âm lịch cát khí lan tràn, người tuổi Canh Tuất nhờ thế mà đạt được khá nhiều thành công ngoài sức mong đợi. Công việc của con giáp này trong tuần khá thuận lợi, bản mệnh được nạp thêm năng lượng, phát huy năng lực tốt hết mức có thể. Với người làm đầu tư, kinh doanh, tuần này là thời điểm rất thích hợp để bạn mở rộng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác của mình. Đôi bên chỉ cần thẳng thắn sòng phẳng với nhau thì sẽ hợp tác ăn ý, kiếm về tiền tài dư giả. Tuy nhiên, ngũ quỷ hung tinh cũng đang xuất hiện trong khoảng thời gian này, nên bản mệnh cần phải đề phòng kẻo bị tiểu nhân hãm hại. Những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này có thể sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân sinh lòng đố kỵ, từ đó tìm cách hạ bệ con giáp này xuống vị trí thấp hơn. Xin nhắc nhở người tuổi Canh Tuất, chú ý các khoản chi tiêu vào thời điểm đầu tuần, kiếp tài án ngữ. Bản mệnh có thể lâm vào họa hao tài phá lộc, tiền bạc hư hao, đi chơi ở những nơi có nhiều người đông đúc, dễ mất tiền như chơi. Tốt nhất là tiền bạc tư trang phải cẩn thận để mắt tới, đừng ham vui, rồi cuối cùng lại khóc mếu mất tiền. Về tình duyên thì có thể nói đầu tháng vận đào hoa khá vượng, bản mệnh có thể đón nhiều tin vui về đường tình cảm. Người độc thân nên mở lòng mình hơn, có thể trong những lần du lịch, bạn sẽ gặp được người là định mệnh của cuộc đời mình. Các cặp đôi có thêm thời gian hâm nóng tình cảm nên càng thêm nồng nàn thắm thiết. Bên cạnh đó, dù có muốn chinh phục đỉnh cao đến mấy thì bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Không nên quá tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên ăn, quên ngủ khiến cơ thể mệt mỏi. Quý nhân, Tý, Ngọ. Tiểu nhân, Sửu, Thìn. Màu sắc may mắn, xám, cam. Con số may mắn, 35, 58, 86. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 11 âm lịch. Với người tuổi Canh Tuất, tử vi 10 ngày giữa tháng 11 âm mang theo những tin vui góp phần làm rạng rỡ vận trình cho con giáp này. Chẳng những tiền bạc, công danh tăng tiến nhờ được Nguyệt Mã Cát Tinh chiếu mệnh, mà ngay cả đường tình duyên cũng có nhiều tín hiệu đáng chúc mừng. Các cặp đôi đã giải quyết được những mâu thuẫn, vướng mắc trước đó, có lẽ thời gian qua đã giúp cho hai bạn hiểu và thông cảm cho nhau hơn, cũng nhìn thấu tình cảm của mình dành cho đối phương và cố gắng chung tay vun đắp cho cuộc sống hai người càng thêm hạnh phúc. Người tuổi Canh Tuất, nếu theo nghiệp kinh doanh thì sẽ dễ dàng phát tài, khi được các thần thực thần che chở, tiền bạc ào ào đổ về nhà. Tuy nhiên, điều này cũng phải đánh đổi ít nhiều, khi mà mọi người dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn thì bạn lại phải làm việc và phục vụ khách hàng. Đặc biệt, một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng thưởng, trúng số. Tuy nhiên, bạn cần có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý, chớ tiêu xài lãng phí, kẻo cuối cùng cũng của thiên trả địa. Công việc trong thời gian này tiến triển rất thuận lợi, thiên ấn cho thấy bản mệnh được cấp trên đánh giá cao bởi khả năng sáng tạo cũng như ứng biến tốt trước những tình huống bất ngờ phát sinh. Những người đã dành nhiều thời gian cho các công việc tay trái có thể thu về lợi nhuận hoặc thù lao xứng đáng với công sức trong thời gian này. Tuy nhiên, con giáp này cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, kẻo dễ vướng họa khẩu thiệt thị phi, ảnh hưởng đến uy tín của bản thân. Quý nhân, Dần, Mão. Tiểu nhân, Thân, Mùi. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. Con số may mắn, 87, 64, 29. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 11 âm lịch. Người tuổi Canh Tuất trong tử vi tuần mới gặp khá nhiều điều may mắn, trước tiên là đường công danh. Sự nghiệp đang thực sự đạt đến đỉnh cao. Khi mà bản mệnh biết được sở trường của mình là gì và biết phải đi theo hướng nào để có được thành công. Chính ấn cho thấy, càng về cuối tháng vận trình càng vượng, khả năng thăng tiến lại càng cao hơn. Bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để phát huy năng lực của mình, thể hiện hết những gì mình có, chắc chắn thành công sẽ không còn quá xa. Thái Dương phù trợ nhân duyên, nhờ thế mà chuyện tình cảm của con giáp này thời gian này có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm thấy người mình thực sự yêu thương, việc bạn cần làm bây giờ chỉ là bày tỏ tình cảm của mình, thể hiện sự chân thành của mình đối với người ấy mà thôi. Vận trình tài lộc có phần bất ổn khi thăng trầm đan xen, thực thần cho thấy tiền bạc vào nhiều nhưng có lẽ khó bề tích tụ, khi mà kiếp tài lằng nhằng theo sau, trực chờ tìm cơ hội để khiến cho tiền bạc tiêu tan. Bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, thay vì tiêu tiền không cần suy nghĩ, tuy nhiên, chuyện làm ăn kinh doanh sẽ có bước tiến vượt bậc. Những dự án đầu tư trước đó của bạn dần đem lại lợi nhuận đáng kể, nhờ đó mà bạn có một túi tiền rủng rỉnh, chuyện chi tiêu cũng không cần phải tính toán quá nhiều. Nếu có việc cần phải đi xa, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi, cuối tháng hỷ thần ở hướng đông nam và tài thần hướng tây. Quý nhân, Mão, Ngọ.
tiểu nhân, Sửu, Mùi. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. Con số may mắn, 26, 96, 12. Cẩm nang vượng vận cho người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nên hợp tác với những người tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Canh Tuất và tuổi Dần. Dần và Tuất có khá nhiều điểm chung và người này luôn tìm cách làm cho người kia hài lòng. Hai hành tinh này trung thành và luôn thích bảo vệ nhau, bởi vậy nếu hai người có mối quan hệ mật thiết với nhau, nhất là về mặt tình cảm, thì cả hai đều thấy rất an tâm và hoàn toàn tin tưởng vào nhau. Thông thường Dần thường muốn chạy khỏi những mối quan hệ có tính chất gò bó hoặc hạn chế tự do. Nhưng riêng đối với Tuất, sự ràng buộc giữa hai người là hoàn toàn hợp lý và thậm chí Dần còn thích sự ràng buộc hết sức tế nhị đó. Dường như Dần luôn ủng hộ Tuất trong các hoạt động trong đời sống thường ngày và Tuất thấy mình may mắn và hào hứng đón nhận được điều đó. Đôi khi tuổi Canh Tuất hơi bi quan và không đặt niềm tin nhiều vào người khác. Tuy vậy, đối với Dần thì Tuất hoàn toàn khác, Tuất thấy mình vững vàng hơn khi được ở bên Dần. Nếu là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau tạo thành một đế chế thịnh vượng và phát triển. Đó là sự kết hợp của sự thông minh, dũng cảm, sáng tạo của tuổi Dần và sự trung thành và đáng tin cậy của tuổi Canh Tuất. Thỉnh thoảng Tuất cũng góp những ý tưởng mới cho công việc chung của hai người, bởi vậy, việc kinh doanh chung của hai hành tinh này khá thuận lợi. Điều mà Tuất thấy không hài lòng nhất ở Dần là đôi khi Dần nhanh chán và ít kiên trì hơn Tuất, tuy nhiên, mọi bất đồng đều được giải quyết khá ổn thỏa. 2. Tuổi Canh Tuất và tuổi Mão. Mão và Tuất sẽ cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền chặt và nồng thắm, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Mão khá nhút nhát, thường bị một số tuổi khác tận dụng sự nhiệt tình, nhưng Tuất thì không hành động như vậy. Tuất thường ít khi đặt niềm tin ở người khác, nhưng trong quan hệ với Mão, Mão không để cho Tuất có lý do nghi ngờ điều gì, cả hai hành tinh này đều đáng tin, trung thực và luôn bảo vệ nhau. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo. Một số ý tưởng sáng tạo của Mão sẽ khiến Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, Tuất có tài kinh doanh, cẩn thận và biết đánh giá giá trị của lao động nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên. 3. Tuổi Canh Tuất và tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ và tuổi Canh Tuất đều rất hài hước và có thể kết hợp rất hài hòa với nhau. Họ đều dí dỏm và thích tham gia vào các hoạt động xã hội, Ngọ trí tuệ và thuyết phục, có sức hút rất lớn với Tuất. Tuổi Canh Tuất không thích dành thời gian cho việc buôn dưa lê, mà thích bàn tán về các chủ đề có ý nghĩa sâu sắc hoặc mang tính thời sự. Chính vì vậy, Tuất không trở nên nhàm chán trước Ngọ thích khám phá. Nếu là đối tác trong kinh doanh, Ngọ và Tuất sẽ chọn công việc đảm bảo lợi ích của cả hai bên, hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch là phù hợp nhất, vì cả tuổi Ngựa và tuổi Canh Tuất đều thích thay đổi món ăn, thích ngắm cảnh đẹp và vui chơi, bạn bè, hai tuổi này đều có khả năng chịu được cuộc sống khắc nghiệt và công việc vất vả. Sự trung thành và cẩn thận vốn có của Tuất kết hợp rất hoàn hảo với sự khéo léo trong giao tiếp của Ngọ. Nếu hợp sức lại, công việc kinh doanh của hai người sẽ phát triển với tốc độ khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên. 4. Tuổi Canh Tuất và tuổi Canh Tuất. Hai người tuổi Canh Tuất sẽ rất hài hước khi ở bên nhau. Bởi cả hai đều có năng lượng dồi dào và họ biết cách đặt niềm tin vào nhau. Vấn đề mà người tuổi Canh Tuất thường gặp phải là họ rất hay lo lắng và thường khó đặt niềm tin ở người khác, nhưng rắc rối này lại không xảy ra trong mối quan hệ của hai người cùng con giáp này. Người tuổi Canh Tuất thường hay có tâm trạng và khi gặp trở ngại về mặt tinh thần, họ thường muốn mình cô đơn, hiểu được mình và người kia, mối quan hệ của hai người cùng hành tinh này sẽ rất ít gặp. Trở ngại khi là đối tác kinh doanh, Tuất và Tuất sẽ cùng nhau xây dựng một tập thể làm ăn chân chính, bởi người tuổi Canh Tuất phân biệt rất rõ chuyện phải trái. Họ sẽ chọn cho mình công việc liên quan đến chính trị, môi trường hoặc một số lĩnh vực khác mà họ tin là họ sẽ đảm nhiệm tốt. Họ có khả năng giao tiếp tốt tại nơi làm việc, bởi vậy nên khách hàng luôn tìm tới, đôi khi họ võ đoán một chút nhưng có thể bị thuyết phục. Vâng, quý cô bác anh chị vừa xem xong chương trình luận giải chi tiết tử vi của tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970. Trong tháng 11 năm 2023 âm lịch, hy vọng với những thông tin giá trị này sẽ giúp cho quý tín chủ đón thật nhiều may mắn và tài lộc. Và đặc biệt, hạn chế tối đa chuyện buồn,
xui xẻo, tránh va quẹt xảy ra, để từ đó chuẩn bị tinh thần chào đón tháng mới viên mãn, hạnh phúc. Rất cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi và chương trình đến đây là hết. Một lần nữa, kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.